kiến trận tổ phần 5, Túc đỏ và Tanh Dưỡng Mini. Vậy là mùa Queen đã đến rồi anh em ạ. Và hiện nay các anh em kiến thủ đang nô lực cùng nhau trải nghiệm một cái hành trình gọi là tuyệt vời bậc nhất trong cái bộ môn kiến cảnh này, đó là dưỡng Queen. Bạn nghĩ sao khi tự tay mình có thể dưỡng từ một con kiến chúa để nó sinh sản và phát triển, tạo ra một cái bầy đàn hàng nghìn guộc chỉ từ một con kiến chúa thôi? Nghĩ thôi đã thấy thú vị và thật đáng để trải nghiệm đúng không anh em? Vậy ngày hôm nay hãy cùng Hiển Dâu, Hiển Kiến cùng bắt đầu cái hành trình này anh em nhá. Ở cuối video có combo ngon anh em đừng bỏ lỡ nhá. Rồi, đầu tiên là bóc siêu con tanh này anh em ơi. Đây là chiếc tanh được sản xuất bởi anh Quốc Cường EDC anh em ạ. Một trong những dòng tanh mini, tanh dưỡng mới nhất trên thị trường. Và sản phẩm này đã có mặt tại tạp hóa Hiển Kiến rồi anh em ạ. Có cả logo của tạp hóa Hiển Kiến rồi anh em nhá. Tanh này thì có phần cấp ẩm, có thể kéo ra để thay bông hoặc là chặn bớt để giảm ẩm anh em nhá. Tanh được làm bằng thạch cao nha khoa nên nó rất là cứng anh em ạ. Anh em nào muốn được trải nghiệm bóc siêu thì IP mình ngay nhá. Ok anh em ơi. Đẹp luôn, lung linh luôn. Đó. Rồi bây giờ thả kiến nhá. Và con Queen hôm nay mình thả đó là dòng Queen Túc đỏ anh em ạ. Một trong những dòng kiến nhập sai đại, dễ cho lưu bi anh em ạ. Kiến đã có trứng, ấu và thậm chí lên cả kén rồi, sắp lên lứa thợ đầu tiên rồi. Nên cực kỳ khỏe anh em nhá. Tiếp theo mình cấp ẩm anh em nhá. Đây mình nhỏ nước vào đây, tầm khoảng 1/3 cây này được anh em ạ. Rồi ok, đậy lại. Kiểm tra các cái lỗ xung quanh đã bịt hết chưa. Sau đó ta thả kiến vào trong ao guộc anh em nhá. Với Queen nẻ thì mình không phải bôi phấn cồn đâu anh em ơi. Hoặc anh em nào kỹ thì mình bôi cũng được. Đấy, bây giờ mình đổ xuống với phần áo guộc này. Rồi. Đó, tạm thời đậy lại anh em nhá. Nó sẽ dính một ít trứng vào ấu đây. Thì mình sẽ dùng cái nhíp chuyên dụng. Dùng cái nhíp chuyên dụng gấp ấu. Để mình gấp nó ra anh em ạ. Đấy, con Queen mới đầu thì nó sẽ hơi hoảng một tí. Đấy, sau đó nó sẽ tìm ra cái nơi nào mà ẩm và tối để nó sinh sống. Anh em nhìn thấy nó đang tìm hiểu khu vực mới đây. Đấy anh em nhìn thấy không? Nó đang thu ấu và trứng vào trong đấy. Còn anh em nào mà không có nhíp ý, thì anh em chỉ cần búng mạnh. Đấy thì trứng ấu nó sẽ rơi xuống. Anh em cứ yên tâm nhá. Anh em nối ống chuyển cũng được nhưng mà sẽ khá là lâu và có thể là nó không sang đâu. Đấy. Nên cá nhân mình thì mình hay đổ luôn cho nhanh. Kiến nó sẽ có xu hướng tìm đến nơi nào mà ẩm này và tối để sinh sống. Đấy anh em thấy con Queen nó đang đang tha vào đấy. Đây, ấu nó sẽ hơi dính ở phần đầu này, anh em nhìn gõ nó sẽ rơi xuống. Rồi, ok, sạch anh em nhá. Bây giờ chỉ cần đợi nó tha vào trong thôi. Đấy, ở cái giai đoạn Queen nẻ này thì anh em không cần phải chăm gì cả đâu anh em nhá. Bởi vì Queen nó sẽ sống và nuôi dưỡng ấu bằng cái dinh dưỡng ở cái phần cơ cánh của nó. Đó, nên hôm nào mình sẽ làm một cái video chia sẻ anh em phân biệt một cách dễ nhất dòng semi và dòng fully. Anh em nhìn thấy cái dòng này lưng nó rất là to đúng không? Đấy sẽ là phần mà con kiến chúa nó sẽ dự trữ dinh dưỡng để trong quá trình lập cuốc ấy, nó sẽ sử dụng cái dinh dưỡng đó để sinh sống và nuôi dưỡng các cái con ấu của nó. Rất đơn giản phải không anh em? Nhưng cũng đầy thử thách đấy anh em ạ. Con kiến chúa này của chúng ta đã lên kén rồi. Vậy hôm nào mình sẽ làm một cái video dưỡng một con Queen mà nó chỉ có trứng thôi anh em nhá. Vậy anh em nào muốn tham khảo combo này thì đây nha anh em. Anh em xem video thấy hay và bổ ích thì hãy cho mình xin một like và follow nhá. Hẹn gặp anh em video tiếp theo. Bye bye.